Ngày 17 tháng 9, thứ năm tuần 24 thường niên. Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn, chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người, tự nghĩ rằng: nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào chứ, là một đứa tội lỗi mà. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì cả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông: ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà: tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà: đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Thay đi những con mắt trần gian. Tội bà nhiều mà đã được tha rồi nên bà yêu mến nhiều. Một người Pharisêu tên là Simon mời Chúa Giêsu dùng bữa. Chúa Giêsu nhận lời và đã đến. Biết thế, một chị mang tiếng là hư hỏng cũng đến. Không ai ngăn chị vì chị cũng được phép đến. Chị mang theo bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Chị lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Những cử chỉ ấy của một chị hư hỏng làm chứng mắt mọi người, bởi có thể hiểu là cử chỉ gợi tình bất chính. Không phải Pharisêu nào cũng giả dối trá hình, không phải con người tội lỗi xấu xa thì lúc nào cũng xấu xa tội lỗi. Chỉ có Chúa Giêsu mới thấu hiểu và hiểu đúng lòng người. Chỉ có người mới xác nhận cái thực tâm, thực trạng của một con người. Vì thế, ngay lúc này, chị hư hỏng kia có ý hư hỏng như trước hay không thì chỉ có người biết rõ. Chỉ có người xác nhận, con mắt trần gian luôn nhìn thấy chuyện trần gian. Chúa Giêsu nói: tội của chị tuy nhiều nhưng được tha thứ nhiều.
nên chỉ yêu nhiều, biết ơn nhiều. Hóa ra, khi chị tìm đến người, thì người đã tha thứ cho chị, và tất cả những cử chỉ tưởng như xấu xa kia lại là những cử chỉ trân trọng, quý mến, biết ơn của người được tha thứ. Chị về bình an. Có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Chúa chỉ muốn nhớ đến lòng tha thứ. Chúa cũng muốn dạy chúng ta hãy luôn nhớ đến lòng thứ tha hơn là nhớ đến tội lỗi của anh chị em mình. Hãy thay đi những con mắt trần gian kia vẫn thường nhìn thấy quá khứ xấu xa thành những con mắt của lòng thương xót Chúa, để khoan dung, tha thứ và thắp lên cho đời niềm hy vọng sáng tươi. Lạy Chúa, xin giúp con nhìn vào điểm tốt cuối cùng của anh em, để từ đó thắp lên niềm hy vọng cho anh em. Amen. Của con, và từ lúc ấy
mẹ, và này là mẹ của con.